Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên đi thăm tặng quà các gia đình là người con quê hương Hưng Yên đang sinh sống làm việc tại tỉnh Long An. Nhiều hộ gia đình thu nhập cao từ phát triển chăn nuôi bò sữa, nhím, thỏ và chim bồ câu. Văn Lâm đơn vị dẫn đầu tỉnh về cải cách hành chính, bộ phận một cửa hoạt động hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Huyện Ân Thi còn gần 200 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi chưa được giải tỏa. Hệ lụy từ tín dụng đen. Câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến thắng câu lạc bộ Đồng Tháp với tỷ số 1-0 tại vòng 9 giải hạng nhất quốc gia 2019. Thưa quý vị và các bạn, mới đây đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã vào thăm động viên tặng quà đồng bào Hưng Yên đi xây dựng kinh tế mới tại tỉnh Long An. Cùng đi có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, huyện, thị xã trong tỉnh. Đoàn đã đến thăm, động viên đồng bào người Hưng Yên đi xây dựng kinh tế mới tại tỉnh Long An thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bào người Hưng Yên đi xây dựng kinh tế mới ở tỉnh Long An tập trung tại hai xã Thạnh Hưng và Hưng Hà của huyện Tân Hưng. Tại đây, đang có 101 hộ gia đình là người quê Hưng Yên vào định cư làm ăn sinh sống. Thay mặt đoàn, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng quà của tỉnh tới 101 hộ gia đình, mỗi hộ một phần quà là 2 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, đồng chí thông báo những nét khái quát về tình hình kinh tế xã hội của quê hương Hưng Yên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các hộ gia đình quê hương Hưng Yên phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, ra sức xây dựng, phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã triển khai xây dựng và hoàn thành 11 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích trên 27 ha. Qua đó, có phần giúp người thu nhập thấp cũng như viên chức được sở hữu nhà ở kiên cố. Trong đó đã có 3 dự án nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp tại khu vực thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên là dự án chung cư PH tại phường Hiến Nam và dự án Phúc Hưng 1, Phúc Hưng 2 tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Ngoài ra còn có 8 dự án khu đô thị nhà ở thương mại khác cũng dành một phần quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định, tập trung tại thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang với tổng diện tích 23,2 ha. Với kinh nghiệm gần 30 năm nuôi thỏ và hơn 10 năm nuôi nhím, chim bồ câu, trang trại của gia đình ông Vũ Đình Năm ở thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ thu lãi trên 100 triệu đồng mỗi năm. Tổng diện tích trang trại của ông Năm rộng trên 1 mẫu, được chia làm 3 khu riêng biệt để chăn nuôi khép kín, gồm 90 con nhím, gần 100 con thỏ và 200 đôi chim bồ câu. Theo ông chia sẻ, nhím dễ nuôi, hầu như không có bệnh, nuôi từ 6 tháng đến 1 năm, trọng lượng đạt từ 10 đến 15 kg là xuất bán, với giá bán bình quân từ 230 đến 250 nghìn đồng kg. Đối với thỏ con, khó nuôi hơn, nhưng nếu biết cách chăm sóc, thỏ xuất chuồng nhanh hơn, chỉ hơn 2 tháng là có thể xuất một lứa. Khi trọng lượng đạt hơn 2 kg, giá bán từ 75 đến 110.000 đồng một kg. Chim bồ câu nuôi gần 2 tháng xuất bán với giá khoảng 130.000 đồng một đôi. Trừ chi phí, trang trại nuôi nhím thỏ và chim bồ câu của gia đình ông Năm thu lãi trên 100 triệu đồng mỗi năm. Năm 2002, ông Nghĩa ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, bắt đầu nuôi bò sữa với số lượng 4 con. Nhận thấy giá trị kinh tế đem lại, ông tiếp tục mở rộng quy mô nuôi, đạt tổng doanh thu khoảng 300 triệu đồng một năm. Ông Nghĩa hiện nuôi 8 con bò đang cho ra sữa, nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương như cỏ và chuối. Trung bình một ngày, ông vắt được khoảng trên 60 kg sữa với giá bán cho thương lái khoảng 14.000 đồng một kg. Theo ông cho biết, nuôi bò sữa vào mùa hè rất dễ phát sinh các loại dịch bệnh, vì vậy người nuôi cần chăm sóc tốt, đảm bảo chuồng nuôi luôn thông thoáng và phải tắm mát cho bò từ 2 đến 3 lần một ngày, cung cấp đủ thức ăn cho bò. Bình quân một tháng, gia đình ông thu lãi từ 18 đến 20 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều đề án kế hoạch thực hiện, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính ở cấp sở và cấp huyện, qua triển khai được người dân doanh nghiệp đánh giá cao. Phản ánh tại huyện Văn Lâm là địa phương làm tốt công tác cải cách hành chính, huyện đạt số điểm cao nhất trong bảng điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Thay vì phải đến nộp hồ sơ, ở nhiều phòng liên quan đến thủ tục hành chính cần giải quyết và nhận lịch hẹn trả lời kết quả của từng đơn vị,
thì nay tất cả các hồ sơ thủ tục của người dân, doanh nghiệp đến đều được giải quyết tại bộ phận một cửa liên thông. Tại đây, mỗi phòng ban chuyên môn của huyện đều bố trí cán bộ cùng trực để đồng thời giải quyết, nên rút ngắn thời gian, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp đến hoàn thiện các thủ tục giấy tờ cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của mình. Đây là lần đầu tiên tôi cũng đi làm thủ tục cho tặng về thủ tục hành chính giấy tờ quyền sử dụng đất. Thì về mọi thủ tục hành chính đất đai thì tôi không hiểu lắm, nhưng mà đi đến đây thì tôi không biết, thì tôi cũng hỏi các nhân viên của bộ phận một cửa thì các anh cũng chỉ dẫn và tư vấn nhiệt tình. Sự hướng dẫn của các nhân viên ở đây thì phải nói là rất là nhiệt tình, cũng rất là tốt. Về cái hướng dẫn họ chỉ bảo này, các thứ, các cái này là tôi thấy là nó cũng là nhẹ nhàng và rất là dễ hiểu. Bộ phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính được huyện Văn Lâm triển khai và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Từ đó đến nay, bình quân mỗi ngày, bộ phận giải quyết từ 30 đến 40 thủ tục giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả giải quyết trong hơn 2 năm qua, kể từ khi đưa vào hoạt động bộ phận một cửa, 99% số hồ sơ, giấy tờ được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Thủ tục hành chính được niêm yết, công khai, minh bạch, rõ ràng, sẽ tạo điều kiện cho công dân tổ chức thực hiện cái liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính của mình. Thông qua đó cũng là cái phương tiện để công dân tổ chức cá nhân giám sát được cái cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ công chức viên chức trong cái việc thực hiện nhiệm vụ. Kết quả trong 2 năm qua, huyện Văn Lâm đều dẫn đầu tỉnh về chỉ số cải cách hành chính so với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tuy nhiên, trên địa bàn toàn tỉnh, việc triển khai bộ phận một cửa ở một số địa phương và sở ngành chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, vẫn còn tình trạng triển khai hình thức. Hồ sơ, giấy tờ của người dân, doanh nghiệp đến giải quyết còn bị kéo dài, gây khó khăn, trong đó có các hồ sơ giấy tờ liên quan đến cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Hiện nay, huyện Ân Thi còn gần 200 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi chưa được xử lý. Các vi phạm còn tồn tại tập trung chủ yếu là xây dựng nhà kiên cố, liều lán san lấp, cạp lấn dòng chảy, trồng cây trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Tại các xã Vân Du, Bãi Sậy, Bắc Sơn và thị trấn Ân Thi có nhiều vi phạm đã tồn tại từ lâu. Cá biệt như xã Vân Du có hơn 40 trường hợp vi phạm xây nhà kiên cố. Để kịp thời ngăn chặn và xử lý tình trạng trên, cần nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa chính quyền và ngành chức năng của huyện về việc tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người dân cho công tác bảo vệ công trình thủy lợi, đồng thời phải thực hiện kiên quyết dứt điểm công tác giải tỏa những công trình vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen không còn mới với nhiều người, nó tràn về các làng quê nghèo, khiến cho bao gia đình điêu đứng, tan cửa nát nhà, thậm chí là mất đi người thân. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an đã làm tan rã nhiều ổ nhóm cho vay nặng lãi, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây này. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu dùng, nhiều người vẫn tìm đến tín dụng đen để rồi nhận lại hệ lụy khó lường từ các loại cho vay này. Một căn nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ huyện Khói Châu, từng là nơi sinh sống hạnh phúc của vợ chồng anh Trần Huy Kiên và đứa con nhỏ. Hiện nay, căn nhà này chỉ còn lại sự trống vắng của người mẹ già bên bàn thờ của con trai. Mọi tai họa ập đến khi cuối năm 2017, anh Kiên vay tiền của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Vương Linh Phát. Nhưng do lãi suất quá cao, anh Kiên đã không có khả năng chi trả, nên bị một số đối tượng đến nhà hành hung khiến anh Kiên tử vong. Sự ra đi đột ngột của anh là nỗi đau quá lớn đối với gia đình và người thân. Em Kiên là nó lớn nhất nhà, mà nó lo cho bác từ công to đến việc lớn. Nhưng bây giờ em nó mất đi rồi, bác rất là buồn. Hai đứa cháu ngoại thì nó còn bé, mà bây giờ mẹ nó ở trên ngoại đi làm để nuôi nó. Tương tự như vụ việc của anh Kiên, do nhu cầu chi tiêu, anh Ngô Văn Thao ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã vay của nhóm cầm đồ Xuân Hiệu 10 triệu đồng với lãi suất 7.000 đồng, 1 triệu một ngày. Em vay tiền từ hôm 23 tháng 10, lãi là 7.000 một triệu một ngày. Đến ngày mùng 8, ấy, tháng 12 thì em không thể trả được, thì bị một nhóm thanh niên vào phòng đánh em. Theo tài liệu hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 428 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hỗ trợ tài chính, trong đó có 127 cơ sở
và 86 đối tượng có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Công an tỉnh Hưng Yên đã tăng cường các biện pháp triệt phá nhiều ổ nhóm hoạt động tín dụng đen. Chỉ tính một tháng cao điểm ra quân, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 15 vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đã khởi tố 8 vụ, 14 đối tượng. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, nhiều ổ nhóm hoạt động tín dụng đen đã dần tan rã. Tuy nhiên, với mạng lưới chân rết dày đặc, hoạt động cho vay nặng lãi vẫn đang âm thầm diễn ra. Ngoài việc để lại hệ lụy cho những người vay, nó còn kéo theo nhiều vụ việc giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Khi người dân có nhu cầu vay vốn thì lên đến các cái cơ quan, cơ sở uy tín của nhà nước để vay vốn. Không nên đến các cơ sở như dịch vụ cầm đồ, rồi các cái tổ chức tín dụng thông qua của các đối tượng hỗ trợ tài chính và các đối tượng xã hội liên quan đến bố mẹ họ. Mà khi có các cái vụ việc xảy ra như đe dọa về tinh thần, đe dọa về sức khỏe, danh dự nhân phẩm thì kịp thời trình báo với các cơ quan chức năng để đấu tranh và xử lý. Hành vi cho vay nặng lãi và các hoạt động liên quan đến tín dụng đen đều sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Tuy nhiên, để tránh hệ lụy từ tín dụng đen, mọi người dân cần nâng cao nhận thức, tìm hiểu kỹ và tránh xa loại hình cho vay này. Đừng để vướng vào rồi phải ngụp lặn trong sự vay trả không lối thoát. Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 năm nay được chọn là tháng cao điểm dự phòng để chống lây truyền HIV từ mẹ sang con. Chủ đề của tháng cao điểm năm nay là mẹ không có HIV, con không nhiễm HIV. Theo nghiên cứu, nếu 100 bà mẹ nhiễm HIV mang thai được điều trị dự phòng bằng thuốc kháng virus HIV thì chỉ có 2 đến 6 trẻ sinh ra nhiễm HIV từ mẹ. Như vậy, bà mẹ nhiễm HIV vẫn có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh nếu được dự phòng sớm. Và một điều vô cùng quan trọng là tất cả phụ nữ có thai cần đi khám thai, tự nguyện, xét nghiệm HIV sớm để sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Để thực hiện có hiệu quả tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã có công văn đề nghị các sở ban ngành đoàn thể và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã xây dựng các kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp, trong đó sẽ chú trọng thực hiện truyền thông tại cộng đồng bằng nhiều hình thức khác nhau để nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, dù đã cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe từ ăn tiết canh, nhưng nhiều người vẫn thường xuyên sử dụng, gây ra nhiều nguy cơ về bệnh tật. Mặt khác, ăn tiết canh không phải là văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt, nhất là trong xu thế hội nhập với thế giới. Việc từ bỏ thói quen ăn tiết canh là điều cần thiết và càng sớm càng tốt. Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, con đường lây truyền từ lợn sang người có thể qua vết thương ở da, đường hô hấp, tiếp xúc với máu hoặc các dịch tiết ở lợn bệnh qua đường ăn uống. Đây là bệnh nguy hiểm. Vì nếu nhiễm loại vi khuẩn này mà không được chữa trị kịp thời, người bệnh sẽ bị viêm màng não, nhiễm trùng huyết gây choáng và có thể để lại những di chứng nặng nề với 60% bị ù tai giảm thính lực, 20% điếc hoàn toàn không hồi phục. Vào những dịp Tết, hội hè, đình đám, dỗ chạp, người dân thường giết lợn và món ăn được nhiều người ưa thích vẫn là món tiết canh. Đây là món ăn phổ biến trong dân ta từ lâu đời, nhưng lại là căn nguyên gây ra nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Do đó, từ bỏ thói quen ăn tiết canh là một trong những biện pháp bảo vệ sức khỏe cho chính mọi người. Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm là một địa phương được vinh dự đón Bác Hồ về thăm. Cùng với việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lao động, sản xuất, người dân xã Đình Dù còn rất tích cực tập luyện thể thao theo gương Bác. Gần 7 giờ tối, nhưng ở các sân bóng chuyền, bóng đá và võ thuật ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, mọi người vẫn hăng say luyện tập thể thao. Luyện tập thể thao từ lâu đã như một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân nơi đây. Tham gia thể dục thể thao thì tôi thấy trong người mình cũng như các mọi người khác cũng ai cũng kêu là đi đánh khỏe người ra. Hôm nào mà không đi đánh thì cảm thấy mỏi hơn. Xã Đình Dù có 5 thôn với gần 10.000 dân. Cả 5 thôn đều có sân luyện tập thể thao cho người dân sinh hoạt. Các môn bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, đi bộ, võ thuật là những môn thể thao thu hút đông đảo người dân luyện tập. Số người tham gia tập thể thao năm sau cao hơn năm trước. Đến nay đã có trên 50% số người dân tham gia luyện tập thể thao thường xuyên. Việc luyện tập thể thao của người dân nơi đây sở dĩ phát triển mạnh, một phần là do nhân dân đã hưởng ứng và học tập việc rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ. Tất cả toàn dân là phải học tập mà làm theo lời Bác rồi dặn rồi. Thể dục thể thao nó là như thế để vừa là
tăng cường sức khỏe và để mà có sức khỏe bảo vệ tổ quốc, bảo vệ như thế là làng xóm. Vì thế cho nên là cái số người tập thể dục thể thao bây giờ như thế ngày càng tăng lên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao, địa phương đã rất quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cũng như tổ chức hoạt động thể thao phong phú đa dạng. Phong trào thể dục thể thao thì trong những năm vừa qua thì rất là quan tâm. Các nhà trường rồi là các thôn đều có sân vận động, đều có điểm vui chơi cho các thế hệ từ người cao tuổi cho đến các cháu thiếu nhi. Về phong trào thì các câu lạc bộ từ câu lạc bộ dưỡng sinh rồi là câu lạc bộ bóng chuyền hơi và các câu lạc bộ thể dục thể thao khác đều được rất là phát triển. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Học tập tấm gương rèn luyện thể thao của người, mỗi người dân Đình Dù nói riêng và mỗi người dân Hưng Yên nói chung đang tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đưa phong trào thể thao ngày càng lan tỏa sâu rộng. Chiều ngày 1 tháng 6, trên sân nhà Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, huyện Văn Giang, câu lạc bộ Phú Hiến có trận đấu với câu lạc bộ Đồng Tháp trong khuôn khổ vòng 9 giải hạng nhất quốc gia năm 2019. Tới dự khán trận đấu có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết trời mưa to, mặc dù sân trơn, bóng ướt, song từ những phút đầu tiên, câu lạc bộ Phú Hiến đã tràn lên ép sân đội khách Đồng Tháp. Ngay phút thứ 3, tân binh đội tuyển U23 Việt Nam Phạm Đức Thông đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng của Hưng Yên. Cuối hiệp 1, câu lạc bộ Phú Hiến có cơ hội nâng tỷ số, tuy nhiên trên chấm 11m, Xuân Nam không thắng được thủ môn bên phía câu lạc bộ Đồng Tháp. Sang hiệp 2, đội bóng xứ Nhãn Hưng Yên vẫn là đội chơi hay hơn khi tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút đều bỏ lỡ đáng tiếc. Kết thúc trận đấu với chiến thắng tối thiểu 1-0, câu lạc bộ Phú Hiến duy trì mạch 3 trận thắng liên tiếp, có được 18 điểm sau 9 vòng đấu, tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Vòng 10 diễn ra vào ngày 12 tháng 6, câu lạc bộ Phú Hiến sẽ có chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ bóng đá Huế. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thao năm 2019. Tham gia hội thao Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên mở rộng có 160 vận động viên đến từ 15 đoàn thuộc Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố. Các vận động viên thi đấu ở 3 môn gồm bóng bàn, kéo co và cờ tướng. Môn bóng bàn thu hút 115 tay vợt, chia làm hai đối tượng. Đối tượng A là lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí. Đối tượng B là các nhà báo, phóng viên. Thi đấu ở nội dung đơn nam, đôi nam và đồng đội. Môn cờ tướng có 12 kỳ thủ tham dự, thi đấu theo hình thức chia cặp đấu loại trực tiếp. Môn kéo co có 4 đội đến từ Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và Báo Hưng Yên thi đấu loại trực tiếp. Kết thúc hội thao, ở môn bóng bàn, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt nhất nhì ba ở các nội dung. Giải nhất đồng đội thuộc về Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, giải nhất môn kéo co thuộc về phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Vận động viên Trần Quốc Đoàn, đơn vị Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên giành giải nhất môn cờ tướng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.